Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9 năm 2022, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. 60 năm qua, Việt Nam và Lào luôn gắn bó, chia ngọt sẻ bùi, hoạn nạn có nhau. Những nghĩa cử, tình cảm trong mối quan hệ Việt Nam-Lào trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tài sản vô giá của hai dân tộc. Nghĩa cử đó luôn được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì, phát huy, làm sâu sắc hơn truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào đến thế hệ mai sau. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn chỉ đạo các cơ quan đơn vị có tuyến biên giới giáp với nước bạn Lào, thường xuyên thăm hỏi, trao đổi thông tin, giúp đỡ bạn trong những lúc khó khăn. Tinh thần này luôn được quán triệt sâu sắc, từ trên xuống cơ sở. Khi tỉnh Atapu nói riêng và Lào nói chung bùng phát dịch COVID-19 hết sức phức tạp, lây lan ra diện rộng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trích kinh phí mua vật tư y tế trao tặng, hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Atapu Lào phòng chống dịch, gồm quần áo, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn và hóa chất khử khuẩn môi trường. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn tặng một khoản tiền mặt để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Atapu có kinh phí trong phòng chống dịch và củng cố doanh trại đơn vị. Đại tá Sộc Say Phi Mạ La, Chỉ huy trưởng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Atapu, xúc động cảm ơn sự quan tâm động viên, giúp đỡ kinh phí và vật tư y tế của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum. Đây không chỉ là sự quan tâm hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia động viên sâu sắc để cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Atapu hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Tôi rất là xúc động và phấn khởi đã đại diện cho các đồng chí trong ban lãnh đạo, ban chỉ huy cũng như cán bộ chiến sĩ trong cả tiền đội Atapu đã sang đây nhận phần quà từ chính quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tiền đội Kon Tum cho tiền đội Atapu hôm nay. Những phần quà này đối với chúng tôi rất là có món và có giá trị rất là to lớn và có ý nghĩa rất là quan trọng. Tại vì để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai dân tộc, hai lực lượng vũ trang. Đã thành truyền thống, vào dịp Tết cổ truyền của các bộ tộc Lào hay mỗi khi nhân dân nước bạn Lào gặp khó khăn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều cử đoàn công tác sang thăm, chúc Tết, tặng quà và tổ chức khám phát thuốc miễn phí cho người dân các cụm bản ở vùng sâu vùng xa, khó khăn của tỉnh Atapu. Cảm ơn các chú bộ đội Việt Nam đã sang tặng quà cho gia đình tôi và bà con dân bản chúng tôi. Nếu không, năm nay chúng tôi không có Tết. Ơn này chúng tôi không bao giờ quên. Phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, mỗi lần sang tặng quà khám bệnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn trích kinh phí hỗ trợ, sửa chữa nhà cho các gia đình khó khăn về nhà ở. Ông Bun Sớt ở bản Khệt Sổng Bun, huyện Phu Vong, tỉnh Atapu, năm nay gần 80 tuổi, không giấu được sự xúc động. Cảm ơn bộ đội Việt Nam đã sang tặng tiền sửa chữa nhà cho gia đình tôi và bà con dân bản chúng tôi. Bộ đội Việt Nam trước đây cũng như bây giờ tốt lắm. Về với nhân dân các cụm bản của nước bạn Lào, y bác sĩ quân y xem như gặp người thân của mình. Tất cả khi đến nơi nhanh chóng chọn vị trí khám cấp thuốc, mỗi thành viên ai vào việc nấy, bận bịu nhưng vẫn luôn giữ nụ cười, niềm nở hướng dẫn người dân. Do người dân những vùng này cách xa trung tâm nên không có điều kiện chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, do phong tục tập quán, ăn uống, thói quen sinh hoạt dẫn đến mắc một số bệnh thông thường nhưng không biết cách phòng tránh, nên vừa khám bệnh, y bác sĩ vừa kết hợp hướng dẫn bà con cách phòng ngừa. Đây là một bản vùng sâu vùng xa, điều kiện y tế khó khăn. Nhân dân trên địa bàn chủ yếu là mắc các cái bệnh sốt rét, tiêu chảy, viêm đa khớp và trẻ em thì suy dinh dưỡng. Qua công tác khám chữa bệnh, cấp thuốc thì quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum kết hợp với quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Atapu là tuyên truyền, tư vấn cho bà con cách phòng chống
cách phòng chống chữa bệnh, cách phòng chống bệnh và vệ sinh bản thân và vệ sinh môi trường sạch sẽ. Năm 2018, đập thủy điện Sê Piên, Sê Nậm Nội bị vỡ, khiến 5 tỷ mét khối nước tràn xuống vùng Atapu của Lào, quét sạch nhiều ngôi làng, khiến 6.000 người mất nhà và ít nhất 35 người thiệt mạng. Hàng trăm người mất tích, gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Atapu. Ngay lập tức, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cử hơn 50 cán bộ chiến sĩ lên đường sang phối hợp với Sư đoàn 5, quân đội Lào đến các cụm bản trong huyện Xạ Nàm Say, tỉnh Atapu hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp cùng với đơn vị bạn giúp các gia đình di chuyển đồ đạc của người dân đến nơi khô ráo, khám bệnh, cấp thuốc, làm công tác vệ sinh phòng dịch, tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất để thăm hỏi, động viên và tặng quà cứu trợ. Thông qua đây đã thể hiện được cái tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Atapu nói riêng. Và chúng tôi cũng mong rằng là thông qua các hoạt động như thế này thì tạo được cái mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hữu nghị và chúng ta duy trì được cái đường biên giới hữu nghị hòa bình. Những tình cảm đó một lần nữa thể hiện sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt được vun đắp từ bao thế hệ, là tài sản vô giá tiếp tục phát huy, tô đẹp thêm mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.